Sau đây sẽ là những tổng hợp kinh nghiệm quý giá giúp con đi tiêm không bị sốt. Tùy theo cơ địa và tình trạng sức khỏe của con, mẹ chọn cách áp dụng phù hợp nhé. Tía tô là một vị thuốc có tác dụng trừ phong hàn, giải cảm phong hàn, làm ra mồ hôi, hạ sốt và giải độc rất tốt. Trước hôm đi tiêm, các mẹ nên mua rau tía tô về rửa sạch, ăn khoảng chục ngọn, rồi cho con bú càng nhiều càng tốt. Sau khi tiêm xong, mẹ cũng cần cho con bú nhiều để tránh mất nước. Chất kháng sinh tự nhiên trong tía tô sẽ giúp cho con không bị sốt. Bé dùng sữa ngoài thì mẹ có thể giã lá tía tô hòa với nước ấm rồi cho bé uống nhé. Uống nước sắn dây đỗ đen. Mẹ cho con uống thêm sắn dây hay uống nước đỗ đen cũng ngăn ngừa và làm giảm cơn sốt cho bé nhé. Chừa mát vào chỗ tiêm. Ngay sau khi con tiêm, mẹ nên chừa mát vào chỗ tiêm sẽ giúp giảm sưng tấy, tránh con bị sốt. Miếng dán hạ sốt. Sau khi con tiêm về, mẹ dán miếng hạ sốt cho bé sẽ giúp bé giảm sốt, con đỡ mệt mỏi và quấy khóc. Thuốc hạ sốt. Bé đi tiêm về thì mẹ lau mát cho bé, đừng mặc bỉm mà hãy để hở ra cho thoáng mát. Nếu bé bị sốt trên 39 độ thì mẹ cho bé uống thuốc hạ sốt kèm lau mát. Mẹ phải lau thường xuyên cho con, cho uống thật nhiều nước. Mẹ cho bé bú mẹ càng nhiều càng tốt nhé. Sau đây là những điều mẹ cần lưu ý. Bé đang bị bệnh, mệt thì mẹ không nên đưa con đi tiêm. Không nên tắm sau khi tiêm. Sau khi tiêm xong, khu vực quanh vết tiêm nếu tiếp xúc với nguồn nước không sạch, chất bẩn sẽ len lỏi vào trong, có thể gây phản ứng như tấy đỏ, sưng, cơ cứng. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!